Chào mừng các em đã trở lại với khóa học trực tuyến Ngữ văn lớp 7 bộ sách Cánh Diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, cô trò chúng mình sẽ cùng tiếp tục với kỹ năng viết tập làm thơ 4 chữ, 5 chữ. Ở tiết học trước, ta đã tìm hiểu những yêu cầu và lưu ý quan trọng khi tạo lập một bài thơ 4 chữ, 5 chữ trong phần 1 định hướng, và chúng mình đã thực hiện bài tập đầu tiên ở trong phần 2 thực hành. Nối tiếp phần 2 thực hành ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với yêu cầu tiếp theo. Đó là viết bài thơ 4 chữ về người thân trong gia đình hay một kỷ niệm của em với người thân, bạn bè, hoặc bài thơ 5 chữ về một loài vật, cây cối mà em yêu thích. Vậy thì làm thế nào để chúng mình có thể giải quyết được bài tập này? Hãy chú ý theo dõi bài giảng để cùng cô đi tìm câu trả lời cho thắc mắc đó nhé! Để có thể giải quyết được bài tập này, ta thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất là bước chuẩn bị, bước thứ hai là bước viết bài thơ, và bước cuối cùng là kiểm tra và chỉnh sửa. Chúng mình hãy đến với từng bước để tìm hiểu những yêu cầu cụ thể đối với các bước này. Theo em, để chuẩn bị cho việc viết một bài thơ 4 chữ, 5 chữ, chúng mình cần phải chuẩn bị bằng việc trả lời những câu hỏi nào? Ta sẽ chuẩn bị bằng cách trả lời 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là em muốn viết về ai hay kỷ niệm nào, loài vật, loài cây nào? Mỗi một cá nhân sẽ có những quan điểm, có những kinh nghiệm khác nhau. Chính bởi vậy mà mỗi bạn sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Chúng mình có thể chọn viết về các thành viên trong gia đình như là ông bà, bố mẹ, anh chị em. Có thể viết về kỷ niệm với người thân hay là bạn bè như là kỷ niệm đi du lịch, đi cắm trại, vân vân. Có thể viết về các loài vật nuôi trong gia đình như là chó, mèo, chim. Cũng có thể viết về các loài động vật ngoài tự nhiên hoang dã như là hươu, sư tử, voi, vân vân. Chúng mình có thể viết về các loài cây hoặc là các loài hoa tùy theo ý thích của chúng mình. Và ở câu hỏi thứ hai, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là tình cảm, cảm xúc của em với đối tượng ấy như thế nào. Với mỗi đối tượng thì chúng mình sẽ có những cảm xúc khác nhau. Đó có thể là yêu thích, là trân trọng, là trân quý hay là quý mến, vân vân. Ta có rất nhiều những từ ngữ để có thể lột tả trọn vẹn được tình cảm, cảm xúc của em đối với đối tượng mà chúng mình chọn để đưa vào thể hiện trong bài thơ 4 chữ, 5 chữ của chúng mình. Như vậy, sau khi đã chuẩn bị bằng cách trả lời hai câu hỏi này, ta sẽ tiến hành đến bước quan trọng nhất, đó chính là bước viết bài thơ. Ở bước này, em sẽ kể hoặc là miêu tả hình ảnh của đối tượng, qua đó thể hiện tình cảm, cảm xúc của em dành cho đối tượng. Ví dụ, để hiểu hơn phần này, hãy cùng quan sát lên trên màn hình như sau. Cô có một khổ thơ: rực tím cả góc trời, là những cây bằng lăng, chúng khoe mình trong nắng, gợi nỗi niềm đầy vơi. Hãy cho cô biết trong khổ thơ này, người viết đã lựa chọn đối tượng nào và đặc điểm nào của đối tượng đã được miêu tả. Khổ thơ này đã lựa chọn đối tượng đó chính là một loài cây. Loài cây đó chính là cây bằng lăng, một loài cây rất là quen thuộc với tuổi học trò chúng mình đúng không nào? Bằng lăng thì thường nở vào mùa hè, cùng với cây phượng thì cây bằng lăng là một trong những loài cây báo hiệu mùa hè đã tới, mùa chia ly, mùa thi đã bước sang. Ở đây trong khổ thơ này, đặc điểm rõ nét nhất của cây bằng lăng đã được thể hiện đó chính là đặc điểm đó là có màu tím. Khi chúng ta đã kể và miêu tả được hình ảnh của đối tượng rồi, chúng mình sẽ khéo léo lồng ghép tình cảm và cảm xúc dành cho đối tượng đó. Tiếp theo, em cần phải lựa chọn những từ ngữ thích hợp để thể hiện đặc điểm của đối tượng và vận dụng các biện pháp tu từ như là tương phản, so sánh, điệp cấu trúc để làm bài thơ. Chúng mình có khổ thơ như sau: cánh bằng lăng mỏng manh như cánh bướm mùa hạ, nếp mình giữa lá xanh, tỏa bóng mát trong lành. Hãy cho cô biết khổ thơ này đã sử dụng biện pháp tu từ nào và biện pháp tu từ này có tác dụng gì? Khổ thơ này đã vận dụng rất khéo léo biện pháp tu từ so sánh giữa một bên là cánh bằng lăng mỏng manh và một bên là cánh bướm mùa hạ. Phép so sánh này đã có giá trị gợi hình, gợi cảm rất cao. Nó đã giúp cho hình ảnh cánh bằng lăng hiện ra sinh động và cụ thể hơn. Ở trong bước viết bài thơ, chúng mình sắp xếp các từ ngữ trong dòng thơ và khổ thơ theo quy định về số tiếng, về vần, về nhịp của thơ 4 chữ, 5 chữ.
Đây chính là một khổ thơ 5 chữ viết về cây bằng lăng. Em quan sát ở đây, trong dòng thơ thứ hai có một vị chỉ đã trống. Đây chính là tiếng cuối cùng của dòng thơ thứ hai. Cô sẽ cung cấp cho chúng mình ba gợi ý, đó là thế, vậy và quá. Nhiệm vụ của các em là hãy lựa chọn một trong ba từ này để có thể điền vào vị trí trống. Rất chính xác, không còn một lựa chọn nào hợp lý hơn là việc chúng ta lựa chọn từ thế để điền vào vị trí này. Ôi những bóng bằng lăng, sao mà thân thương thế, bằng lăng gọi hè về, cũng là mùa chia ly. Chúng mình lựa chọn điền vào vị trí trống từ thế, bởi vì lúc này chúng ta sẽ thấy từ thế bắt phần với từ về. Nếu như chúng ta lựa chọn từ vậy hoặc là từ quá, thì rõ ràng từ vậy hoặc từ quá không thể bắt phần với tiếng nào ở trong khổ thơ này. Do đó chúng ta cần chú ý là khi tạo lập một bài thơ 4 chữ 5 chữ, ngoài việc đảm bảo về mặt nội dung, còn cần phải đặc biệt chú ý đến quy định về hình thức của bài thơ 4 chữ 5 chữ, đó là số tiếng, là vần, là nhịp của bài thơ. Trong phần kiến thức ngữ văn thì chúng ta đã được tìm hiểu những bài thơ 5 chữ có cách ngắt nhịp khá là phong phú và đa dạng, và trong một khổ thơ thì không yêu cầu tất cả các dòng thơ phải cùng một nhịp với nhau. Trong khổ thơ vừa rồi thì ta thấy ở dòng thơ đầu tiên đã được ngắt nhịp là 1, 2, 2. Tiếp theo 2, 3. Tiếp theo 2, 3. 2, 3. Ghép những khổ thơ mà chúng mình vừa tìm hiểu và phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có một bài thơ bao gồm có 3 khổ thơ. Và cô sẽ đặt tên cho bài thơ này là bài thơ Bằng Lăng. Em có thể dừng video lại một chút để chúng mình đọc thật kỹ bài thơ này. Đây chính là ngữ liệu tham khảo để các em có thể xây dựng một bài thơ 4 chữ, 5 chữ đáp ứng theo yêu cầu của đề bài. Bước cuối cùng đó là bước kiểm tra và chỉnh sửa. Trong bước này, người viết sẽ thực hiện nhiệm vụ nào? Trong bước này, người viết cần phải đọc lại bài viết đã viết. Đồng thời, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi là bài thơ đã đảm bảo số tiếng, vần nhịp của bài thơ 4 chữ, 5 chữ chưa? Bài thơ có tập trung thể hiện đối tượng mà em chọn viết và tình cảm của em với đối tượng đó không? Có cần thay thế từ ngữ nào để bài thơ hay hơn không? Sau khi tạo lập xong một bài thơ, em hãy dành một quỹ thời gian nhất định để kiểm tra lại bài thơ của mình và chỉnh sửa nếu cần thiết các em nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em vì đã quan tâm và theo dõi. Hy vọng rằng những kiến thức ngày hôm nay cung cấp cho chúng mình sẽ giúp chúng mình có thể xây dựng được những bài thơ 4 chữ và 5 chữ đúng theo quy định và thật hay. Xin chào, hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo cùng với trang học trực tuyến olm.vn.